Phần số 2 trong buổi chiều ngày hôm nay, mình sẽ nói về phương trình vi phân tuyến tính cùng nhất, nhưng mà nó có cái hệ số hằng, cái hệ số hằng. Bây giờ và chúng ta sẽ dùng cái phương pháp giải đơn giản, dùng phương trình đặc trưng chúng ta giải những cái phương trình này, nó đơn giản hơn cái phương pháp mà chúng ta rồi. Thì để cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất, mình có thể viết cái dạng y phẩy phẩy cộng cho bx, y phẩy cộng cho qx, y bằng 0, mà chúng ta chỉ xét cái phương trình có hệ số hằng thôi, có hệ số hằng số thôi. Bây giờ xin lỗi, chúng ta chỉ xét cái phương trình vi phân thuần nhất, cho nên cái này nó sẽ bằng 0, chúng ta không xét trường hợp mà nó khác không, như vậy RxT thì nó bằng 0. Người ta nói cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần bậc 2 thuần nhất, cấp 2 thuần nhất có hệ số hằng, có nghĩa là Bx, Bx và Qx của mình lúc này nó là cái hằng số, chứ nó không phải là cái hàm theo x nữa. Khi nó là hằng số thì cái phương trình số 1 này chúng ta có thể ghi lại thành cái phương trình như sau: y phẩy phẩy cộng cho bx bây giờ nó hằng số rồi, cho nên chúng ta thay bằng một hằng số ax phẩy cộng cho b y bằng 0. Như vậy thì đây là cái phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất mà có hệ số là hằng số. Thì phương trình vi phân tuyến tính có hệ số hằng số. Rồi, như vậy thì đối với cái phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng số thì chúng ta giải nó đơn giản hơn, bằng cách các bạn nhớ lại hôm trước chúng ta có cái phương trình y phẩy cộng cho ky mà bằng 0, thì các bạn thấy nghiệm của nó có phải là dạng y bằng e mũ trừ kx, và chúng ta nhân c đây, chúng ta lấy ý tưởng từ cái này, cho nên chúng ta giả sử là cái nghiệm của cái phương trình này nó có dạng y bằng e mũ lambda x, là nghiệm. Chúng ta giả sử nó là nghiệm, và khi các bạn giả sử là nghiệm nghiệm của phương trình số 2, khi bạn giả sử nó là nghiệm của phương trình số 2 thì nó phải thỏa mãn cái bất kỳ cái như nào là nghiệm thì nó phải thỏa mãn suy ra cái y bằng e mũ lambda x, nó phải thỏa mãn cái hai, đúng không? Khi nó là nghiệm thì nó phải thỏa mãn cái phương trình số 2. Rồi, vậy thì chúng ta thế cái y này vào, vậy chúng ta từ đây chúng ta suy ra được y của mình sẽ bằng e mũ lambda x. Chúng ta giả sử vậy, chúng ta sẽ có y phẩy bằng lambda e mũ lambda x, và y phẩy phẩy của mình nó sẽ là bằng lambda bình phương e mũ lambda x. Lý do tại sao chúng ta chọn cái e mũ lambda x, bởi vì bạn thấy các bạn đạo hàm lên thì nó vẫn giữ nguyên cái này nè, nó chỉ có thay đổi số đầu tiên thôi, tăng dần cái hệ số này lên. Đạo hàm của em mũ x bằng em mũ x, đạo hàm của a mũ x bằng a mũ x nhân với đạo hàm của a, được chưa? Rồi, thì từ đây các bạn suy ra, chúng ta thế vào, chúng ta có lambda bình phương e mũ lambda x cộng cho lambda e mũ lambda x cộng cho cộng cho e mũ lambda x sẽ bằng 0. Nếu như chúng ta giả sử cái này thì chúng ta phải có được cái này. Và cái này nó tương đương với, nếu như chúng ta đặt nếu như các bạn đặt cái e mũ lambda x bên ngoài thì bên trong nó là lambda bình phương cộng cho chúng ta còn thiếu các bạn cái phương trình mình y phẩy đây hệ số a nữa ha, chúng ta thiếu hai hệ số a, chỗ này a và chỗ này b, chỗ này y phẩy phẩy nè, y phẩy nè, ab gì đó là cộng cho a lambda và cộng cho b nó sẽ bằng 0. Thì chỗ này các bạn thấy cái này thì khác không, cái này khác không, cho nên chúng ta sẽ có được lambda bình phương cộng cho a lambda cộng cho b bằng 0. Như vậy nếu chúng ta giả sử cái này thì chúng ta sẽ có được cái này. Và cái phương trình này nó gọi là phương trình đặc trưng, nó gọi là phương trình đặc trưng
ha, nó gọi là phương trình đặc trưng của cái một, của cái phương trình số 2 hay là của phương trình lên đến bậc hai tuần nhất. Như vậy chúng ta có phương trình đặc trưng. Như vậy thì từ phương trình đặc trưng này chúng ta sẽ có hai nghiệm lambda 1 và lambda 2, thì chúng ta suy được cái phương trình vi phân tuyến tính của mình nó có hai nghiệm y bằng y 1 bằng e mũ lambda 1 x, y 2 nó sẽ bằng e mũ lambda 2 x. Giờ và cuối cùng chúng ta có y bằng c1 e mũ lambda 1 x cộng cho c2 e mũ lambda 2 x. Như vậy thì cái phương trình vi phân của mình nó có hai nghiệm phân biệt được xác định từ cái nghiệm của phương trình đặc trưng, và phương trình đặc trưng nó chính là phương trình bậc hai, chính là phương trình bậc hai. Rồi thì như vậy thì chúng ta kết luận lại ha, kết luận là cái phương pháp này chúng ta làm như sau. Cái phương pháp nếu chúng ta có phương trình dạng y phẩy phẩy cộng cho a, y phẩy cộng cho b, y bằng không, chúng ta có phương trình đặc trưng của nó là lambda bình phương cộng cho a lambda cộng cho b bằng không, chúng ta có được điều này. Đây có thể nhớ như vậy đi, phương trình này gọi phương trình đặc trưng. Phương trình này chúng ta gọi là phương trình đặc trưng. Rồi bước thứ hai, ta đi tìm nghiệm của phương trình đặc trưng. Chúng ta giả sử cái phương trình đặc trưng này nó có hai nghiệm, phương trình này ta gọi là phương trình một, phương trình ta gọi là phương trình số 2 đi. Chúng ta giả sử hai nó có hai nghiệm, có nghiệm là lambda 1 và lambda 2, thì chúng ta sẽ suy ra được phương trình một có nghiệm là y sẽ bằng c1 e mũ lambda 1 x cộng cho c2 e mũ lambda 2 x. Chúng ta có luôn cái này. Như vậy thì đây là cái công thức luôn. Cái công thức luôn chúng ta có thể nhớ ha. Được ha. Rồi. Như vậy thì chúng ta thấy tiềm nghiệm của nó thông qua chúng ta tìm nghiệm của phương trình đặc trưng. Được chưa? Ví dụ tuy nhiên chúng ta thấy cái nó ở đây nó xảy ra một cái vấn đề là cái phương trình đặc trưng của mình không phải lúc nào nó cũng có hai nghiệm. Phương trình đặc trưng của mình không phải lúc nào nó cũng có hai nghiệm chỗ này. Cho nên chúng ta sẽ xét ba trường hợp. Chúng ta phải xét ba trường hợp. Như vậy thì mình xét ba trường hợp như sau. Thứ nhất, nếu như chúng ta có phương trình y phẩy phẩy cộng cho a, y phẩy cộng cho b y bằng không, chúng ta có phương trình đặc trưng là lambda bình phương cộng cho a lambda cộng cho b bằng không, thì các bạn muốn giải cái này chúng ta sẽ xét delta bằng b bình trừ 4ac, b trong vị trí này là a, như vậy nó là a bình trừ cho 4b. Như vậy thì trường hợp thứ nhất, trường hợp 1, chúng ta có delta lớn hơn 0. Delta lớn hơn 0 thì các bạn thấy phương trình mình có hai nghiệm thực là lambda 1 và lambda 2, thì các bạn suy được phương trình của mình nó có hai có nghiệm là y sẽ bằng c1 e mũ lambda 1 x cộng cho c2 e mũ lambda 2 x. Chỗ này rõ ràng chúng ta có công thức như vậy. Nếu như chúng ta có điều kiện là lambda lớn hơn không, và lambda lớn hơn không khi a lớn hơn 4b, a bình phương lớn hơn 4b, tại như vậy chúng ta có cái nghiệm thứ nhất. Trường hợp chúng ta đi lấy ví dụ, chúng ta lấy cái ví dụ ở đây, mình lấy ví dụ cho một cái phương trình, chúng ta lấy cái ví dụ giống như tài liệu đi. Giải phương trình chúng ta có y phẩy phẩy cộng cho y phẩy trừ cho 2y bằng không, ở đây cho điều kiện ban đầu là y không bằng 4 và y phẩy không bằng trừ 5. Như vậy ta đi giải, chúng ta thấy phương trình đặc trưng của mình nè, a bằng 1 và b bằng trừ 2, phương trình đặc trưng là lambda bình phương cộng cho a lambda trừ cho 2
bằng không, cộng lấy delta bằng d bình phương về 1 ha. 1 trừ lambda trừ cho 4 bằng 9. Suy ra các bạn được nghiệm là lambda 1 bằng trừ b là trừ 1 trừ cộng căn delta là 3 chia cho 2a nó sẽ bằng 1. Và lambda 2 sẽ bằng trừ 1 trừ 3 chia cho 2 sẽ bằng trừ 2. Từ đây các bạn suy ra nghiệm của mình là gì? Y sẽ bằng C1 E mũ X cộng cho C2 E mũ trừ 2 X cộng C2 E mũ trừ 2 X. Được chưa? Rồi. Bạn có nghiệm chung ta điểm C1, C2 ta dựa vào hai điều kiện ban đầu nè. Y công bằng 4 thì nó tương đương với các bạn thấy Y công bằng 4. Chúng ta có công nè bằng Y công. Y của X không, các bạn thấy C1 nè cộng cho C2 y không phẩy bằng gì y phẩy nó sẽ bằng trong cái y phẩy nó chính là bằng C1 e mũ x cộng cho trừ 2 C2 e mũ trừ 2 x. Chúng ta suy được, chúng ta thế công vào, chúng ta có là C1 trừ 2 lần C2 bằng trừ 5. Từ hai phương trình này các bạn giải được C1 bằng xin lỗi, cái chỗ này 4, y không bằng 4 ha, y không bằng 4 thì C1 các bạn giải ra, các bạn lấy hai cái này cộng trừ lại hai cái này trừ nhau 3 trừ 9, như vậy chúng ta có C1 bằng 1 và C2 bằng 3. Như vậy thì các bạn được nghiệm của nó là gì? Y bằng E mũ X cộng cho 3 E mũ trừ 2 X. Như vậy chúng ta được cái nghiệm cuối cùng. Còn mà đi có thể đi phân tích, đi vẽ gì đó, chúng ta đã những yêu cầu sau. Thì đây chúng ta ngắn gọn cái phương pháp. Chúng ta trong trường hợp là có hai nghiệm. Nó có hai nghiệm phân biệt. Rồi, trở lại cái slide. Như vậy thì chúng ta có hai nghiệm phân biệt. Trường hợp thứ hai nó có màu vàng này. Trường hợp thứ hai, đối với trường hợp thứ hai chúng ta có delta bằng không. Delta bằng không thì các bạn có lambda 1 bằng lambda 2 bằng trừ b trên 2a, có nghĩa bằng trừ a chia cho 2. Thì suy ra các bạn sẽ có hai nghiệm y1. Chúng ta nhớ mặc dù chúng ta có lambda 1 bằng lambda 2 nhưng không có nghĩa chúng ta có y1 bằng y2. Điều này là không có, bởi vì cái phương trình của mình nó sẽ tồn tại hai nghiệm phân biệt. Cho nên trong trường hợp này chúng ta chỉ có một nghiệm y1 bằng e mũ lambda x thôi. Có nghĩa là y1 bằng e mũ trừ a chia 2 x. Lúc này chúng ta đi tìm y2 các bạn. Tìm y2 và y2 nó sẽ bằng u lần y1. Chúng ta dùng cái phương pháp giảm bậc, chúng ta đã làm ở phần trước. Cái phương pháp giảm bậc chúng ta đã nghiên cứu phần trước. Và trong cái phương pháp giảm bậc này chúng ta từng bước từng bước từng bước từng bước, thật ra cuối cùng các bạn sẽ tìm được y2 bằng x lần y1 sẽ bằng x e mũ trừ a chia 2 x. Cho nên chúng ta suy ra được y nó sẽ bằng cuối cùng chúng ta suy được y nó sẽ bằng, các bạn gom lại thì bằng C1 e mũ trừ a trên 2 x cộng cho C2 x e mũ trừ a trên 2 x. Chúng ta ghi lại như sau, y nó sẽ bằng C1 cộng cho C2 x e mũ trừ a x chia cho 2. Và chúng ta dùng cái công thức này để chúng ta tính luôn. Tí xíu nữa thầy sẽ có cái bảng kết luận chúng ta dùng tính tắt lại này. Rồi, trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba chúng ta còn một trường hợp nữa, trường hợp thứ ba.
là trường hợp cả hai chúng ta có delta nhỏ hơn không. Delta nhỏ hơn không, ta suy ra cái phương trình của mình là phương trình vô nghiệm, đặt ra nó đi, nó có hai nghiệm phức, chúng ta xét về số phức nó sẽ có hai nghiệm phức. Khi nó có hai nghiệm phức là lambda 1 sẽ bằng trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 2 a cộng cho y omega, và lambda 2 nó sẽ bằng trừ 1 phần 2 a trừ y omega. Như vậy thì lúc này chúng ta cũng có nghiệm y, y của mình chúng ta có thể viết lại bằng y 1 thì bằng e mũ trừ a x chia cho 2 cos của omega x e y 2 bằng e mũ trừ a x chia cho 2 sin của omega x, và ghi một cái dạng tổng quát dưới dạng hàm số. Chúng ta nghiệm tổng quát của phương trình chúng ta có thể ghi như sau: y bằng e mũ trừ a x chia 2, chúng ta gom chung lại ở trong chúng ta có C1 cos cộng C2, chúng ta đặt a không gì C1 C2 nữa, cos omega x cộng cho b sin của omega x. Đây là cái nghiệm tổng quát trong trường hợp thứ ba. Như vậy thì đã có công thức, trong trường hợp là các bạn chỉ nhớ công thức, chúng ta tìm phương trình đặc trưng và chúng ta đi tìm nghiệm phương trình đặc trưng và chúng ta thế vào công thức, thế vào công thức thôi. Rồi thì tóm tắt lại cái này, quay về cái slide, tất cả cái ví dụ thầy đã trình bày trong cái slide này chúng ta chỉ đi tới cái tóm tắt thôi. Chúng ta sẽ đi tới cái tóm tắt lại trong ba trường hợp và chúng ta nhớ cái công thức, nó cũng khá đơn giản. Và thứ hai, trường hợp thứ ba có ví dụ để các bạn xem. Rồi chúng ta tóm tắt trong ba trường hợp, tôi giả sử mình có phương trình là y phẩy phẩy cộng cho a y phẩy cộng cho b y bằng không. Từ đây chúng ta suy ra phương trình đặc trưng của mình là lambda bình phương cộng cho a lambda cộng cho b bằng không. Thì phương trình đặc trưng của mình trường hợp nếu có hai nghiệm phân biệt lambda 1 lambda 2, chúng ta có hai nghiệm cơ sở. Nghiệm cơ sở là e mũ lambda 1x, e mũ lambda 2x, và chúng ta có cái nghiệm chung. Thì các bạn vừa điều kiện ban đầu chúng ta đi tìm C1, C2, chúng ta có nghiệm riêng. Ok, một cái. Cái thứ ba, nếu nó có một nghiệm thì bạn không cần phải đi dùng phương pháp hai bậc làm gì, chúng ta nhớ luôn có nghiệm đầu tiên của nó là e mũ lambda x. Nghiệm của nó là lambda bằng trừ 1 2 trên a e mũ lambda x. Nghiệm thứ hai đó chính là x e mũ lambda x ta nhân thêm x này, cho nên nghiệm tổng quát của nó là C1 cộng C2 x e mũ lambda 2. Trường hợp thứ ba có hai nghiệm phức, thì bạn nhớ công thức nghiệm phức và chúng ta có thể biểu diễn nó dưới dạng là e mũ trừ ax chia 2 nè, ở trong là a cos cộng b sin omega x, thì ở trong đó cái này là số phức. Rồi như vậy thì chúng ta chỉ tóm tắt lại cái nội dung, chúng ta sẽ tóm tắt lại như như vậy thôi ha. Các bạn dùng luôn cái bảng này. Bài tập trong đây thì các bạn cũng giống như phần nãy chúng ta làm một số bài tập để chúng ta nhớ cái cách chúng ta giải cái phương trình vi phân. À, như vậy thì bài tập trong đây thầy sẽ có 5 bài, các bạn làm 5 bài thôi ha. Các bạn làm có 5 bài là được. 5 bài tập cũng khá đơn giản như sau: bài số 1, bài số 1 làm giống như nãy thôi. Chúng ta giải thử ví dụ y phẩy phẩy cộng cho 6 y phẩy cộng cho 8.96 y bằng không. Bài số 2 là 10 y phẩy trừ cho 32, 10 y phẩy phẩy 2 phẩy ha, y phẩy cộng cho 25.6 y không. Bài số 3, 4y phẩy trừ cho 4y phẩy trừ cho 3y bằng không. Bài số 4 ta có sử dụng điều kiện ban đầu y phẩy phẩy trừ cho cộng cho đây 27 y phẩy trừ cho 6y bằng không, và điều kiện ban đầu của mình y cộng
bằng 10 y phẩy không sẽ bằng không. Ok, bài số 5 chúng ta y 4 bài giống như kia rồi không? Y cái bài nào đây khác đi, 4 y 40 trừ 3 này chúng ta rồi bài chữ T y phải phải còn 25 y y phải phải cộng cho 25 y bằng không, à chỗ này cho y không bằng 4.6 y phải không bằng trừ 1.2. Như vậy thì các bạn có 5 bài tập. À, các bạn có 5 bài tập. Chúng ta chép hay chật gì đó 5 bài tập này vào trong bài tập của chúng ta. Như vậy chúng ta hôm nay chúng ta có tổng cộng 10 bài tập. 10 bài tập. Các bạn cứ làm tiếp theo trong cuốn tập của mình hoặc trong cái sách giấy các bạn làm tiếp theo trong cái phần hôm trước. Thầy sẽ kiểm tra một lần cái lượng bài tập của các bạn. Nếu như chúng ta lên lớp tuần sau, vài tuần nữa chúng ta lên lớp thì chúng ta sẽ ôn lại và chúng ta sẽ bài tập trên lớp luôn. Không nữa là thầy yêu cầu bạn chụp lại scan và gửi qua trang dạy học số.